Trong quá trình học thì mấy em có thể tương tác ở bên ha, có thể là giơ tay phát biểu hoặc là chat vào trong nhóm. Nay mình học phần về khám thể cơ xương khớp thì đó là rheumatology, cái này là nói về nguyên nghiêng về là hệ cơ xương khớp, hệ nội cơ xương khớp à. Nó sẽ trừ những cái vấn đề của cơ xương khớp liên quan đến chấn thương. Về tài liệu tham khảo thì em sẽ mấy em đọc những cái cuốn sách của Đại học Y Hà Nội, Đại học của Phạm Ngọc Thạch, là hai cuốn sách này là được cập nhật mới nhất năm 2020. Và cuốn sách thứ ba rất là hay, đó là cuốn Rheumatology in Practice, nghĩa là cuốn sách này là về nghiêng về khám về hệ cơ xương khớp, về cả những cái triệu chứng lâm sàng, cả những cái hội chứng, những cái bệnh lý và cũng như những cái hướng điều trị. Cuốn sách thứ ba là nghiêng về sách triệu chứng. Mấy em nếu như cần những cuốn sách, những cuốn sách thứ ba này rất là hay thì cần có thể gửi mail, cô gửi bài cho anh. Về mục tiêu thì mình phải trình bày được. Mấy nay cô bị viêm họng. Nghe được không? Nghe được cô. Viêm họng mà trời nóng mùi quạt nữa là chịu không nổi. Mục tiêu thì mình sẽ trình bày được ba mục tiêu chính. Thứ nhất là cấu trúc của hệ cơ xương khớp, thứ hai là mình phải khai thác được bệnh sử, và thứ ba thì mình phải trình bày được các bước thăm khám cơ bản của hệ cơ xương khớp ha. Cái ngành về hệ cơ xương khớp thì nó cũng là một cái chuyên ngành sâu của hệ nội khoa, nó nhằm điều trị và phòng ngừa phục hồi chức năng những cái bệnh lý về về xương và về khớp, bao gồm cả những cái bệnh lý về mô liên kết có ảnh hưởng đến toàn thân, ví dụ như là em biết những cái bệnh mô liên kết nào không? Nếu em nghe không nghe thì trả lời nào. Viêm xương khớp dạng thấp. Và bệnh gì nữa? Bệnh loãng xương. Loãng xương phải bệnh mô liên kết không? Loãng xương nó là một bệnh của nội cơ xương khớp, nhưng nó không 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 thuộc về bệnh của mô liên kết ha. Nó sẽ nghiêng về những cái yếu tố miễn dịch. Viêm khớp dạng thấp là gì nữa? Thoát vị địa đệm mà. Có vị địa đệm đúng không? Mẹ mẹ em là có ý kiến khác không? Lupus hiện ban đỏ. Đúng rồi, lupus ban đỏ ha. Lupus ban đỏ thì nó có thể là có nhiều nhiều thể, như là lupus ban đỏ hệ thống hoặc là những cái bệnh lý về lupus mà thể thể da có biểu hiện là cái hình dạng là đĩa và cái thể này không ảnh hưởng đến những cái nội tạng. Còn lupus ban đỏ hệ thống thì ảnh hưởng tất cả những cái hệ hệ cơ quan về có về mô liên kết. Rồi gì nữa? Bệnh gì Dạ nữa? thưa cô, dạ thưa cô là hội chứng Raynaud. Raynaud thì nó chỉ là một cái hội chứng thôi ha, nó không phải là một bệnh, và nó là một trong những cái triệu chứng của nhiều cái bệnh lý khác nhau. Nó cũng liên quan đến bệnh lý về mô liên kết, nó cũng là một triệu chứng của bệnh lý mô liên kết, nhưng nó không phải là một bệnh riêng biệt. Gút. Gút hả? Gút không? Gút là do gì? Nguyên nhân của gút? Lắng động, ứ động quá nhiều axit uric. Ứ động. Ứ động ở đâu? Ở các khớp, đặc biệt là ở các khớp ở chi á. Rồi thường thường thấy nhất, em đọc bài gút rồi, vậy thường thấy nhất là triệu chứng nổi trội nhất mà bệnh nhân hay đến khám, hoặc là ở ngoài cộng đồng, ví dụ như là cô dì chú bác gì đó là hay bị, là thường là thấy tổn thương khớp ở đâu trước, Dạ ở thường ngón thấy chân cái cô rất là đau trí đó. có một. Rồi tuy nhiên cái hệ nội cơ xương khớp nó sẽ ngoài trừ những bệnh lý chấn thương nha, ví dụ như gãy xương, bong gắn hoặc là trật khớp. Tuy nhiên nhiều cái trường hợp á, thì nếu như chấn thương mà chấn thương nhỏ và được lặp đi lặp lại, nó cũng gây nên hậu quả cuối cùng cũng là tổn thương về cơ xương khớp, có thể là thoái hóa ha. Và bệnh lý khi nghe những cái bệnh lý về cơ xương khớp thì mình sẽ nghĩ đến ngay là bệnh đó đó lứa tuổi nào hay gặp nhất? Những người lớn tuổi à? Người cao tuổi mình ở các khớp. Đây, những người cao tuổi.
Đây là những người hay gặp nhất ha. Đây là trường hợp hay gặp nhất. Đa số những cái ông bà thường hay than đau, nhức mỏi toàn thân, nhức chỗ này, nhức chỗ kia, nhức từ hay đau đầu gối, hay đau lưng. Nhưng hiện tại thì nó sẽ riêng về cả cơ xương khớp này là nó ảnh hưởng tất cả ở mọi lứa tuổi. Ví dụ như những cái bệnh lý về miễn dịch có thể là lupus ban đỏ hoặc là vẩy nến chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng ở những lứa tuổi, có thể là lứa tuổi sớm, viêm da cơ hoặc là viêm đa cơ, những lứa tuổi rất là trẻ ở thanh thiếu niên. Rồi còn những người cao tuổi thì liên quan nhiều đến những bệnh lý về thái hóa, thái hóa rồi gì nữa. Ví dụ như hồi nãy một bạn nói một cái bệnh gì đó liên quan đến người cao tuổi nhiều, thoái hóa khớp và loãng xương á cô. Rồi bệnh gì nữa? Xẹp đốt sống á. Đúng rồi, thì gì nữa? Dạ thưa cô là gì nữa? Bạn nào nào nãy nói là thoát vị đi đệm. Đó là những cái bệnh lý liên quan đến người cao tuổi. Tuy nhiên đây là phổ biến nhất ở người cao tuổi chứ không nhất thiết là chỉ gặp ở người cao tuổi. Thì hiện tại những cái bệnh lý này về cơ xương khớp thì đang có xu hướng là trẻ hóa dần. Ngoài tuổi ra là một cái yếu tố nguy cơ thì còn những cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như cái gì nữa, nó làm cho bệnh lý cơ xương khớp mà thường gặp ở những người cao tuổi hiện nay nó lại xu hướng chuyển sang những người trẻ tuổi cũng hay gặp. Bệnh là lao động, do về nghề nghiệp. Rồi yếu tố gì ăn nữa? Ăn uống cái gì, ăn uống như thế nào? Ăn nhiều protein sẽ gây ra bệnh gút. Rồi gì nữa? Dạ thưa cô là uống nhiều rượu. Uống nhiều rượu hả? Uống nhiều rượu thì gây nên cái gì? Cho nên thường mấy em không nói cơ chế, mấy em chỉ nói là thường uống nhiều rượu gặp trong những cái bệnh nhân nào, bệnh nhân nào bệnh lý cơ xương khớp. Có thể là gút không? Dạ thưa cô là có. Có bạn nhắn là uống nhiều nước có ga gây nên loãng xương. Thì cái nước có ga liên quan đến vấn đề loãng xương thì thực sự là cô chưa có tìm hiểu. Tuy nhiên thì nó ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố, như là bệnh lý nền, như là đái tháo đường cũng gây nên bệnh lý loãng xương. Và đái tháo đường hiện nay nó giống như một cái đại dịch và gặp ở người trẻ rất là nhiều ha. Đái tháo đường nó sẽ làm cho xương của bệnh nhân tuy tăng mật độ nhưng mà lại tăng giòn xương và tăng gãy xương. Cho nên khi đo mật độ xương ở những người đái tháo đường, nếu như mình thấy tình trạng mà nó tăng mật độ xương thì chưa chắc là bệnh nhân không có nguy cơ gãy xương. Rồi ngoài ra yếu tố gì nữa? Di truyền, di tính. Gì nữa? Đây là việc không đúng đấy, ngủ về cuộc sống ha. Rồi gì nữa? Gì nữa nào? Yếu tố nào nữa? Xẹp đốt sống là do gì? Thưa cô là do bằng đọc thể dục thể thao á, hay là mình làm nặng thì nó sẽ bị xẹp. Có thể do những cái chấn thương nhẹ trên những cái bệnh nhân mà có mật độ xương thấp ha. Rồi gì nữa? Một số ngành nghề. Rồi nghề nghiệp, yếu tố tiếp theo là yếu tố nghề nghiệp rồi. Bẩm sinh. Ăn nhiều chất béo bão hòa, rồi thừa tình trạng thừa cân béo phì, nó cũng gây nên áp lực tại các khớp và nó gây, đặc biệt là gây nên tình trạng gì? Thoái hóa khớp.